Trong các lễ hội truyền thống của người Việt Nam, tiếng trống được gõ theo nhịp điệu rộn rã, luôn báo hiệu một tin vui nào đó đến với mọi người. Tín hiệu vui này đã được vang lên tại lễ trao tặng bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới của Liên minh Kỷ lục Thế giới cho cuốn sử thi Hoa Lư Thi Tập của giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận. Sự kiện hiếm có này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng thuận của rất nhiều người, nhiều giới, đông đảo độc giả trong và ngoài nước vì đã góp phần ghi nhận, tôn vinh những giá trị văn học thi ca của con người và đất nước Việt Nam. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đại diện nhà thơ Hoàng Quang Thuận đón nhận bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới cho tác phẩm sử thi Hoa Lư Thi Tập từ Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới. Giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận, tác giả tập sử thi Hoa Lư Thi Tập, cũng đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới trong niềm vui và niềm hãnh diện của đông đảo độc giả, đại diện các sở ban ngành của chính phủ, những nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh sinh viên, các sĩ quan quân đội cùng người dân thủ đô Hà Nội. Trong dịp này, tác giả Hoàng Quang Thuận có dịp về thăm lại cuốn sách độc bản sử thi Hoa Lư Thi Tập mà ông đã trân tặng cho Hoàng Thành Thăng Long, đang được trưng bày cho du khách trong và ngoài nước thưởng lãm về giá trị nội dung và vẻ đẹp mỹ thuật độc đáo. Trong không khí lễ hội xác lập kỷ lục thế giới cho một công trình thi ca Việt Nam đương đại, đại diện của Liên minh Kỷ lục Thế giới đã bày tỏ cảm nhận về giá trị độc bản của tác phẩm Hoa Lư Thi Tập. Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới nhận thấy rằng sử thi Hoa Lư Thi Tập của giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận là một sáng tạo nghệ thuật đặc biệt, đã đem lại những hiểu biết cho độc giả về lịch sử, văn hóa, cảnh quan kỳ vĩ của một vùng đất cổ xưa mà trên đó đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng gắn liền với các nhân vật lịch sử nổi tiếng được người Việt Nam kính trọng. Hoa Lư Thi Tập xứng đáng có tên trong danh sách những tác phẩm làm thay đổi tốt đẹp hơn nhận thức và thái độ của con người về quá khứ của dân tộc mình. Bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới được Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng ngày hôm nay càng khẳng định thêm giá trị to lớn của cuốn sách Hoa Lư Thi Tập. Đây là một tác phẩm văn học về lịch sử phong kiến Việt Nam phát triển qua ba triều đại. Triều Đinh khởi đầu từ vua Đinh Tiên Hoàng, Triều Tiền Lê bắt đầu từ vua Lê Hoàn và Triều Lý với vị vua khai sáng kinh thành Thăng Long, Lý Công Uẩn. Khi đọc cuốn sách này, độc giả trong nước và quốc tế có thêm hiểu biết về lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Đồng thời cũng có thêm kiến thức về các danh thắng của Việt Nam như Cố Đô Hoa Lư, Hoàng Thành Thăng Long v.v. cũng như các kiến thức về văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam. Bên cạnh giá trị về mặt mỹ thuật, với kích thước lớn, bìa sách được làm bằng gỗ quý, trang sách sử dụng chất liệu giấy da đặc biệt, sử thi Hoa Lư Thi Tập đã được Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới thẩm định rất nghiêm túc và khách quan về mặt giá trị nội dung, nghệ thuật, những tinh hoa tư tưởng, sắc thái văn hóa bản địa, tính nhân văn sâu sắc và khả năng tác động tự nhiên đến tình cảm, tư duy của độc giả để xác nhận tính độc nhất, không trùng lắp với bất kỳ tác phẩm nào trên thế giới, làm cơ sở khoa học để xác lập giá trị độc bản cho công trình. Tính chất hào sảng, hùng tráng trong thi tứ và nhịp điệu là giá trị xuyên suốt 121 bài thơ nói về những chiến công chống giặc ngoại xâm phương Bắc của các triều đại Đinh Tiền Lê. Lên ngôi đế hiệu Đinh Tiên Hoàng, đất nước an hòa cả giang sang, sánh ngang hoàng đế vua phương Bắc, chủ quyền dân tộc được an bang. Mở nền triều chính nước non Nam, có khác chi đô Hán Tràng An, trời Nam nhân kiệt còn lưu mãi, sống vỗ ngàn năm nước cửa hàng. Tập thơ được nhà thơ Hoàng Quang Thuận hoàn thành vào năm 2010 trong dịp về dự đại lễ quốc gia ngàn năm Thăng Long Hà Nội.
từ 2010 cuốn sách độc bản sử thi Hoa Lư thi tập đã được dâng lên Hà Nội và Hà Nội đã đưa về là trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội. Từ đó đến nay cũng đã 6 năm trôi qua. Và tôi nghĩ rằng là Liên minh Kỷ lục Thế giới bằng những tiêu chí, bằng những cái tìm kiếm của họ, họ thấy rằng cuốn sách độc bản sử thi Hoa Lư thi tập là được xét duyệt và được xác nhận là kỷ lục thế giới. Thì điều đó rất là tốt cho trong cái vấn đề quảng bá về cái là hình ảnh của đất nước Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Khi tiếp xúc với tác giả sử thi Hoa Lư thi tập, người ta dễ dàng cảm nhận được tố chất nghệ sĩ và tâm hồn nhạy cảm với thi ca của nhà khoa học, giáo sư, viện sĩ Hoàng Quang Thuận. Có lẽ chính điều này đã góp phần tạo nên cảm xúc bất chợt cho ông khi ông về thăm cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Từ đó ông đã xuất thần, viết liền một mạch những vần thơ vang vọng và hào sảng. Phá tống bình chim thân chinh nam, hoàng đế ra quân dưới nắng vàng, sử xanh ghi lại người ra trận, non sông bờ cõi sạch phiên bang. Ngàn năm quanh liệt đức trung thần, hương khói đền thờ định quốc công, hoàng long soi bóng người trung nghĩa, để lại nhàn thu một tấm lòng. Lòng tự hào về các vị vua anh minh Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành và các anh hùng dân tộc của các triều đại lừng danh trong lịch sử đất nước là một trong những chất liệu tạo nguồn năng lượng tự nhiên cho tác giả Hoàng Quang Thuận để ông cầm bút sáng tác. Ông trân trọng công đức tiền nhân và biểu hiện cụ thể điều này bằng những dòng thơ làm lay động lòng người. Hoa Lư địa lợi với nhân hòa, hai đường thủy bộ dễ vào ra, núi non trùng điệp thành chiến lũy, sứ quân yên loạn cõi sơn hà. Cảnh quan hùng vĩ tráng lệ của cố đô Hoa Lư qua cảm thụ của hồn thơ Hoàng Quang Thuận còn ấn tàng những giá trị về mặt bảo vệ chủ quyền đất nước. Từ Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay, nhà thơ Hoàng Quang Thuận tìm về quá khứ oai hùng của cố đô Hoa Lư để đọc và hiểu những thông điệp ngàn năm của tiền nhân. Và ông làm thơ như một phương tiện chuyển lời tâm sự của người xưa vào cuộc sống hôm nay. Long Giang mạch khí của trời Nam, chuyển vận Long Vân khúc Khải Hoàng, ngàn năm đất nước bao binh lửa, sự sắc bi hùng máu thấm trang. Độc giả mến mộ những vần thơ trong sử thi Hoa Lư thi tập nhận ra tấm lòng của ông đối với lịch sử và niềm tự hào của người cầm bút về sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc. Dũng lược tài ba khắp thiên hạ, sứ quân lần lượt phục quy hàng, đế nghiệp từ đây soi bóng cả, bộ lĩnh cờ lao Đinh Tiên Hoàng. Khi công bố giá trị kỷ lục độc bản thế giới cho sử thi Hoa Lư thi tập, Liên minh Kỷ lục Thế giới cũng hướng đến mục đích khuyến khích những sáng tạo trên mọi lĩnh vực của người Việt Nam, tạo nên các giá trị phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Nhà thơ Hoàng Quang Thuận, qua những bài thơ có sức truyền cảm đặc biệt trong Hoa Lư thi tập, đã góp phần khơi lại lòng tự hào của mọi người về sức mạnh của dân tộc, cùng sự nỗ lực đầy tự tin trước hiện tại và tương lai. Kỷ lục quan trọng nhất chính là giá trị nội dung của một tác phẩm được viết lên từ tâm huyết của cả một đời người. Cuốn sử thi Hoa Lư thi tập đã được tổ chức chúng tôi in ra 20.000 bản, trong đó có 2.500 bản được trình bày cùng lúc bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp để quảng bá một cách rộng rãi đến nhiều độc giả trên thế giới, không chỉ là những sáng tạo nghệ thuật thi ca mà cả những giá trị tinh thần và văn hóa của con người Việt Nam hiện nay. Vào tháng 3 năm 2015 tại Ấn Độ, giáo sư Hoàng Quang Thuận đã vinh dự được nhận bằng viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học và Sáng tạo Thế giới cùng các nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ với sự chứng kiến của các thành viên đến từ 28 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, lễ công bố giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận
là thành viên Hội đồng Giáo sư của Đại học Kỷ lục Thế giới, cũng đã được tổ chức tôn vinh những hoạt động và đóng góp quan trọng của ông cho sự phát triển các giá trị nhân văn cho cộng đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và phối hợp với Ban Quản lý Di tích Hoàng thành Thăng Long tổ chức lễ đón nhận bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới tại Điện Kính Thiên trong khu vực di tích Hoàng thành Thăng Long, nơi lưu giữ và trưng bày cuốn sử thi độc bản Hoa Lư Thi Tập. Lễ trao tặng bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới của Liên minh Kỷ lục Thế giới cho cuốn sử thi Hoa Lư Thi Tập không chỉ để tôn vinh tác phẩm và tác giả, giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận, mà còn là sự động viên tôn vinh những sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của văn hóa nước nhà từ tất cả những người Việt Nam đang hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước. Ngàn thu bóng xế bao ưu hoạt, để lại kinh thành và ánh sao. Giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận, người nỗ lực đi tìm giá trị ngàn năm xưa để làm đẹp cho cuộc sống hôm nay qua sử thi Hoa Lư Thi Tập, và trước đó là tập thơ Thi Vân Yên Tử, cũng đã tạo lập một giá trị bền vững cho con đường sáng tạo nghệ thuật của riêng ông và của mọi người.